Bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách bạn ghép xe Lego. Lego hình gì? Hình chiếc xe. Dạ, mình là ai? Mình là Phan miền Tây Lego đây. Rồi. Cùng theo tâm nhé. Đầu tiên là mình ghép cái này vô. Rồi mình ghép cái bánh xe vô. Rồi mình ghép vỏ xe. Rồi mình ghép thêm cái vỏ xe nữa. Mình ghép này vô. Mình ghép hiệu. Hiệu của chiếc xe. Rồi mình ghép này vô. Rồi mình ghép hai cái cản bụi vô. Rồi mình ghép hai này vô. Cái màu xanh. Rồi mình ghép kính xe vô. Rồi mình ghép cái rọ hông gió vô. Rồi mình ghép này vô. Mình ghép này vô nha các bạn. Mình gắn vô. Rồi mình gắn xong. Đây là thành quả của mình. Nào, bỏ xuống cho nó chạy kìa. À, đây là chiếc xe police. Police là chiếc xe của cảnh sát đúng không? Rồi, ra quân cho nó chạy rồi. Từ từ thôi, đừng cho chạy nhanh quá. Rồi từ từ thôi. Nghe chuyển với xe từ từ thôi. Wow. Đây là thành quả của khoai Lego đây mọi người. Đây là hình chiếc hình Lego chiếc xe. Quá đẹp, quá xuất sắc. Quá xuất sắc. Nếu các bạn yêu thích mình thì hãy nhấn like, subscribe, đăng ký kênh. 5:30 rồi nha mọi người. Và nhận được nhiều thông tin mới. Máy bay các bạn.